Nếu các bạn thích Flano thì các bạn đến đúng với video rồi đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một vlog nữa của Kheo Chủ tịch. Và ở vlog ngày hôm nay các bạn thấy mình sẽ chỉ cho các bạn cách mua và mặc flannel. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa thu rồi thì thời tiết bắt đầu nó có cái dấu hiệu nữa, nó khá là se lạnh một chút, cho nên mình nghĩ hiện tại là thời tiết mình nghĩ là lý tưởng nhất để mặc flannel. Và từ đây cho đến khi sau Tết thì các bạn có thể diện những chiếc flannel mình. Thế nếu các bạn mà đã có flannel rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm để có thể là tạo động lực để mình nạp thêm những cái màu mới. Còn nếu thực sự các bạn mới bắt đầu thời trang mà các bạn chưa có bất cứ một chiếc flannel nào thì các bạn có cái video này để các bạn học tập thêm á. Vì đang này nói là học tập bài, chỉ có mình là các bạn tham khảo thêm. Ok, đầu tiên là tên gọi của flannel. Thì flannel là bắt đầu như thế nào? Flannel là flannel. Thì flannel là một dạng áo sơ mi kẻ sạch, nhưng mà các bạn nên phân biệt giữa flannel và plaid shirt nhé. Thì flannel là một dạng áo sơ mi kẻ sọc, nó cũng giống như plaid vậy, nhưng mà ở flannel á, thì chất liệu của nó rất là dày và nó thường thường làm bằng chất liệu là vải nỉ hoặc là vải cốt tông pha một ít bông đấy. Còn những giá plaid pant thì thường thường nó sẽ làm bằng 100% cốt tông nên nó sẽ khá là mỏng, và những chiếc plaid pant kia bằng vo như vậy này thì nó sẽ ăn những chiếc plaid shirt chứ thì các bạn vo như vậy này thì các bạn sẽ thấy nó rất là nhau, nhưng mà những chiếc flannel thì cái form nó sẽ dễ dàng đứng hơn. Ok, và chúng ta cũng tìm hiểu tại vì sao flannel nó phổ biến. Thì theo mình biết, khoảng từ cuối năm 2015 tới năm đầu năm 2016 á, cùng với sự bùng nổ của Fear of God này, thì những chiếc flannel á bắt đầu nó tìm lại được cái chỗ đứng đã có ở trong thời trang. Cả họ là vì thế nào? Vì trước đấy những chiếc flannel đã sản xuất từ rất là lâu trước rồi. Thì mình thấy là mình cũng là người đi tập nhảy hip hop cũng được khá là lâu. Và trong những cái này mà mình, trong những cái năm tháng mình đi tập hip hop á, trong khoảng từ năm 2012 đến năm 2013, thì mình cả b-boy này, cả dancer người ta mang áo flannel rất là nhiều. Nhưng mà thực sự lúc đó mình thấy là cả nhân mình thấy là flannel nó chỉ dành riêng cho cộng đồng hip hop thôi. Cho mình thấy thì người những cái brand họ cũng bán, nhưng mà nó bán không có chạy lắm. Những cái brand như là fast fashion, như là H&M hay là Zara thì họ cũng đã bán flannel từ rất là lâu rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái mốc mà để cho flannel nó phổ biến thì là cho đến hiện tại là mình nghĩ là từ khoảng cuối năm 2015 đầu năm 2016 cho đến bây giờ, cùng với sự bùng nổ của các brand đó. Một cái điểm ưu thế khi mà các bạn mang flannel này, một cái điểm ưu thế đó là các bạn không sợ phết hay là riêu. Tại vì flannel là một cái dạng giống như kiểu là một cái khuôn vải như vậy á, thì bất cứ ai có thể mua về để may cho mình một chiếc áo flannel hết, nên nó cũng sẽ phết lên riêu. Mình chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà đối với những trường hợp mà những chiếc áo mà những kiểu của các thương hiệu nó in logo các thương hiệu mà các bạn mua phết thì đó là phết rồi, đúng không? Còn không thì các bạn mua trơn thì nó cũng sẽ phết lên riêu. Đơn cửa mình có đây chiếc áo này đấy, mình có chiếc áo nó mình sáng được, đó là chiếc áo Off-White. Mà chiếc áo này thì phết và vơ lơ, áo này phết vơ lơ, họ đeo ra được riêu cảnh gì chả này. Nhưng mà dạo này dạo rất là dày và là mình mua 20 ngàn, cho nên là khá là đẹp để chiêu. Nếu các bạn đang băn khoăn là mua bao nhiêu cả flannel là cho đủ thì theo mình nghĩ là các bạn không bao giờ là đủ với flannel. Hiện tại mình có ở đây là khoảng hơn 20 cái, nhưng mà mình thấy vẫn chưa đủ, mình thấy vẫn chưa hài lòng. Nhưng mà nếu các bạn chỉ cần mua một số flannel để phục vụ cho mục đích nhu cầu của bản thân thôi á, thì mình nghĩ các bạn nên mua tầm khoảng 3 cái. Mọi người này có khoảng 3 cái là ok. 3 cái đó là một cái đầu tiên là các bạn nên có một cái màu là xám và trắng như vậy này. Cái màu cũng khá đẹp á. Đến là cái màu này rất là dễ mang về đồ. Ok. Thứ hai là các bạn nên có một cái áo màu. Hai là các bạn nên có một cái áo màu xanh. Ấy da. Xong xuống vậy. Thứ hai là các bạn nên có một chiếc áo flannel màu xanh. Cái này thì màu xanh pha với màu xám bạc. Đây mình đã xả cho các bạn đây. Đây. Cái màu này cũng là một cái màu khá là đẹp. Ok. Và cái thứ ba là các bạn nên có cho mình một chiếc áo màu flannel màu đỏ. Đây là cái màu rất là đặc trưng
cho flannel, ok. Thế ngoài ra là bạn phải một dạng màu đấy. Các bạn cũng có thể lựa để inspire cho bản thân, ok. Đó là những cái phối màu và những cái kiến thức cơ bản cho bạn khi các bạn mà tham gia flannel, ok. Nhưng mà về cái các loại phân loại flannel này thì mình đã biết là flannel là những chiếc áo sơ mi bông tằm hay là những áo sơ mi vải nỉ rồi, đúng không? Nhưng mà flannel trong bản thân của nó chia ra rất là nhiều loại. Thì các bạn biết là đầu tiên là cái loại flannel vải rất là mỏng, là vải như thế này, mặc dù nó nỉ nhưng mà nó mỏng lắm. Đấy, thì vải như thế này nó mang nó sẽ rất là thoải mái, được chứ? Thứ hai là loại flannel nó dày, dày mà nó có lọc bông ở trong. Loại flannel này rất là dày và thường thường mình hay mua những chiếc flannel lọc bông như vậy làm cái lượng ngoài cùng cho cái việc là phối đồ. Và loại thứ ba thì mình biết đó là loài đấy, có mũ, có hút flannel, có hút đấy, có cái mũ đây các anh ạ. Khi các bạn lựa những chiếc flannel thường á, những chiếc flannel như thế này này, thì các bạn nên lựa trú tới size của mình. Ví dụ có người mình rất là ổn nên là mình mang size M thôi, nhưng mà khi các bạn lựa những chiếc áo flacking, flacking cũng nghĩa là kết hợp giữa flannel và jacket á, thì các bạn nên up một size lên để cho nó rộng, nó có cảm giác nó không bị gò bó, khi các bạn mang nhiều lớp layer nó không bị nóng hay không bị chật. Đấy, có những chiếc áo hút này thì các bạn cũng nên chọn trú tới size cũng được đấy. Về phóng dạng thì ở đây các bạn thấy đây là một chiếc áo mình có giới thiệu, là chiếc áo dài giống kiểu là lắp hai miếng flannel trải ngược với nhau khá là đẹp. Đây cái phóng dạng của tương tự như chiếc áo flannel, phóng dạng của họ sẽ là cái phóng hình phễu, gọi là scoop, phóng hình phễu. Đây là dạng flannel rất là phổ biến. Mình thì cũng có biết đến dạng flannel là nó sẽ ta nữa, nhưng mà mình cảm thấy flannel sẽ ta thì mình không thích cho lắm. Cảm giác giống kiểu là hẳn một chiếc áo. Tiếp theo là toàn mua hàng gì và mua ở đâu. Thì theo mình biết thì hiện tại tất cả các hãng thời trang đều có flannel, được chứ? Thì các bạn có thể chọn tùy theo cái mức giá của mình. Nếu các bạn giàu cực cho thì các bạn mua phim cốt để cho đẹp thực sự luôn á. Còn nếu không thì các bạn có thể chọn những hãng fast fashion như là H&M, F21 này. F21 thì nó gần tỏa sáng nên mình nghĩ là mua rất là đẹp. Tiếp theo là Zara đó. Không có không thì các bạn có thể ủng hộ những cái local brand ở Việt Nam giống kiểu OG Clothing. OG Clothing bây giờ còn kiểu là Molly rồi đó, mình thấy cũng rất là nhiều. Thì ở đây mình có những chiếc áo này, đây là chiếc áo mình mua ở Nidomax, một cái local brand rất là lâu đời ở Việt Nam. Tiếp theo là chiếc áo này mình mua ở Home Shop, một cái store ở đây. Đây thì mình mua ở Blue Chain. Đặc biệt là hai cái flannel này, khi các bạn nếu các bạn muốn mua những chiếc áo mà nó vừa rẻ vừa đẹp thì bạn nên mua second hand. Đây, second hand là gì, coi đây đây nhé. Đây là hai cái brand mà khi các bạn lựa second hand đó các bạn thấy rất nhiều. Đầu tiên là brand flannel, tiếp theo là cái brand Uniqlo. Đây là hai cái brand fashion nhé. Mà theo mình biết là những cái flannel này, cái brand flannel này này nó là công ty con của Uniqlo luôn. À, mình biết là như vậy, còn sai thì thôi như sau đi. Và phối màu như thế nào thì mình cũng chỉ cho các bạn. Các bạn có thể mang flannel ở bên ngoài và ở trong các bạn mang một chiếc áo elongated tee để tạo cảm giác peekaboo cho các bạn layer. Đây là dạng layer rất là phổ biến trong thời gian hiện tại. Tiếp theo là dạng các bạn có thể mang flannel làm lớp bên ngoài cùng, phù hợp với trong đó là một chiếc áo hoodie, hoặc có thể là các bạn có thể mang thêm một chiếc áo tank top ở trong nữa, nó tạo thêm cảm giác rất là đẹp cho mình. Và dạng tiếp theo là các bạn có thể phối flannel với thêm một chiếc áo denim jacket này, nó cũng rất là đẹp. Hoặc là các bạn có thể phối flannel với một chiếc áo da, nó cũng rất là đứng đắn, rất là đẹp. Khi các bạn phối flannel với áo da hay là các bạn mang flannel làm lớp ngoài cùng á, các bạn nên chọn những đôi giày cột cao để tạo cảm giác mình rất là đứng đắn, rất là đẹp. Thì thường thường mình sẽ chọn đôi Chelsea boot làm đôi nên mình chọn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem flannel ở về có những gì chứ. Các bạn nhớ này, khi mà các bạn đi flannel để mình xịt. Khi các bạn đi store đó thì muốn nói thì các bạn có thể mượn những chiếc áo elongated tee, những chiếc áo ta da như vậy này, để các bạn có thể tập cho mình phối đồ á. Các bạn có thể nhận hình để phối đồ được. Nhưng mà khi các bạn mua ở ngoài hay làm gì có elongated tee cho các bạn mang sẵn nên các bạn buộc phải mang theo thôi. Mình là cái nào mình mang một áo elongated tee này, nhưng mà áo ba lỗ thì hơi bị ghê nên mình sẽ trong ở trong một chiếc áo, trong ở ngoài một chiếc áo bún nữa. Nên mình đi thì mình thử thêm xem cái fit của nó như thế nào nên mình thấy sẽ hợp lý hơn.
Nên mình nghĩ là các bạn khi mà bạn đi với những áo flannel, các bạn nên mang một áo thai dài ở trong để các bạn thích cái phong cách layer giống như mình. Và bạn thử cái flannel luôn, tìm thấy cái fit cái nào đẹp thì bạn mua, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi nè. Hẹn gặp các bạn một chút nữa, ok. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời nên chúng ta sẽ phục thu được. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ kiếm được một cái flannel, ok. Và đi theo mình. Giờ sang cái hãng nó có gì kiếm rồi đi kiếm là đâu ta đây Uniqlo con này con tạ. Rồi sau khi thì mình đi về thì ở đây mọi người thể trước cái đó nhưng chắc mình đi hai chảo mình mới mua đâu ta mua đâu ta đúng rồi hai chảo đúng không ta đây là hai chảo mình mới mua trong cái đợt đi sáng ngày đó đó. Đây là đầu tiên là một cái áo màu vàng. Thực chất là mình chưa có cái áo màu vàng này nên một cái áo này các bạn biết là khi mà bạn mua flannel thì cố gắng bảo quản rất tốt nha. Cái áo này thì người dùng trước người ta bảo quản không tốt lắm nên nó bị xù lông rồi. Nhưng mà cũng sao, để xù lông thì các bạn lại mở miệng bọc biển này. Các bạn đánh cho về xù lông hoặc là các bạn có thể dùng dao vào râu. Và đây là một cái áo flannel phối màu mình khá là thích. Đây là cái phối màu giống như cái áo flannel của Minimal. Mình sẽ để ảnh ở đây. Hiểu là như thế này. Hiểu là dao xăm mua như thế này. Đấy, nó cũng rất là đẹp. Quên, sẵn tiền có đấy thì mình cũng cho các bạn coi cái collection Hello của mình luôn. Đầu tiên là session 3 cái logo brand này. Đây, cái này mua đi luôn mắt. Bộn màu khá đẹp. Theo cái này mua ở home shop. Đây. Chất liệu thì cũng bình thường. Mà một hai lần mình thấy cũng bị xu lắm á. Cái mua ở Blue Chain có hút nha. Cái ai dạ. Thì thấy là cái phối màu khá là cơ bản, có hút rất là đẹp, mình rất là thích cái này. Mua cái này cũng lâu lắm rồi á. Thì thấy là cái phối màu khá đẹp của Uniqlo. Cái này để hiểu sao mua xài XL đúng không, mang vậy đẹp. Thì thấy là cái phối màu hồng quyến rũ. Mua tại vì ghen thích màu này. Cái này mình mua xài mơ thôi bạn. Thì thấy là cái con này nó cả thế này, nó thích nhiều dạng nó flannel mà gạt hai mảnh lại giống như thế này. Đây, bạn một cái điều thì cho thêm nhận. Đây là một cái áo flannel, đây bên bốn nó là flannel là các bạn mua brand nào cũng được hết á. Đây này, Mickey này nhé. Phối màu khá đẹp. Hôm nay mình được ngắn tặng. Tiếp theo, ta sẽ chuẩn bị một loạt áo đỏ. Thì ở đây, mình có Wrangler. Park Sang, mua cái áo này của Park Sang. Đấy, tắt xăng. Sau là dạo này thì mình đã đăng lại một cái clip. Clip đầu tiên mình làm về đoàn xe tình hãng được bạn quay lại nhé. Đạo của White Fick. Và đây là tục những chiếc áo khá là dày. Đây là một chiếc áo mình đã có cho các bạn coi ở video lần trước. Nhưng mà chiếc áo này chắc mình cho bạn mình. Tại vì mình mang còn hơi bị nhỏ. Theo là chiếc áo rất là đẹp. Mình rất là thích cái áo này. Vừa dày vừa đẹp. Theo vừa dày vừa đẹp luôn. Có này lọc bóng ở trong nhé, rất là ấm. Và hai con mình mới mua. Ok. Để mình đi dọn lại để mình lại cho các bạn cái áo trố nhé.
các bạn thấy như thế nào? Còn nếu bạn thấy video này bổ ích ấy, thì nhớ comment phía dưới và cho mình biết thêm những cái cách phổ đồ của các bạn như thế nào. Ok, một số bạn góp ý là vì sao mới nghe Huế, các bạn cũng là người Huế mà các bạn coi rất là nhỏ, không có nghe gì hết á, có một cái được rồi chứ. Nói để cho mình cùng góp ý, cùng tiếp nhận góp ý nhá. Như người nói mình cái giọng của mình rất là thấp á, các bạn thấy cái giọng của mình rất là ồ, vậy là mình ở trong cái căn phòng như vậy nữa nên là các bạn cũng thông cảm cho mình hơi bị hạn chế về cái mặt âm thanh, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai gần nhất. Ok, để các bạn thấy video này hay thì đừng quên để cho mình một like nè, một share nè và một subscribe nè để mình có thêm nhiều động lực để lại video trong tương lai. Ok, nếu video này mà tới 500 subscribe rồi thì thôi, nếu mà nếu đủ 500 subscribe thì mình sẽ có một mystery box giveaway cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video nhé, nhớ like, share, subscribe một lần nữa. Ok, peace out.